Những ngày này dọc triền đê Long Biên, Hà Nội, đoạn đường qua Cổ Linh được nhuộm trắng bởi cỏ lau nở rộ. Khung cảnh mơ mộng ấy đã khiến nơi đây trở thành địa điểm được rất nhiều bạn trẻ yêu chụp ảnh ở Hà Nội săn đón. Bãi cỏ lau nằm ngay trên triền đê, đối diện với sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Cỏ lau ở đây không quá cao mà chỉ thấp ngang đầu gối. Màu trắng của lau trên nền bãi cỏ xanh mướt tạo nên khung cảnh thơ mộng khiến giới trẻ mê mẩn. Không chỉ thu hút hàng trăm bạn trẻ đến chụp ảnh check-in mỗi ngày, bãi cỏ lau còn là điểm đến lý tưởng của nhiều phụ nữ trung niên có sở thích săn ảnh. Do lượng người đổ đến đây trong thời gian này khá đông, thế nên thời gian chụp đẹp nhất là lúc sáng sớm hoặc hoàng hôn. Thời điểm này lượng người thưa vắng sẽ giúp bạn có được những bức hình trong trẻo và ưng ý hơn. Đây cũng là vị trí đẹp nhất để có thể chiêm ngưỡng màn biểu diễn của tiêm kích SU-30 trong triển lãm quốc phòng sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.